Xin chào anh em nhé. Thì hôm nay sẽ giới thiệu với anh em cái 10 cái tác dụng chính của cái combo bao gồm cái bột sâm mắc ca, bột cacao và bột đậu đen xanh lòng. Đây là một cái combo và mỗi một gói là 100 gram anh em nhé. Đấy. Một cái combo này thì anh em dùng cái này nó sẽ có cái tác dụng gì? Bởi vì chắc là nhiều anh em đều nghe thấy rằng là có một cái công thức giúp cải thiện vấn đề sinh lý rất tốt cho nam giới và cho phụ nữ. Đấy là bột sâm mắc ca, bột cacao và bột đậu đen xanh long kết hợp. Thì ngoài cái việc vấn đề tăng cường sinh lý ấy, thì là cái combo này khi anh em dùng nó còn mang lại những lợi ích. Đầu tiên đó là nó làm tăng cái ham muốn tình dục ở cả nam và nữ này. Cái thứ hai là nó tăng khả năng sinh sản ở nam, tức là tăng cái chất lượng tinh trùng cho mình. Thứ ba là giảm cái chứng rối loạn cương dương. Thứ bốn là dùng tăng năng lượng, có nghĩa là các bác dùng cái này nó như một cái thực phẩm bổ sung ấy, rất tốt cho sức khỏe. Thường là mọi người sẽ dùng cái combo này vào buổi sáng trước khi ăn sáng, hoặc là mình uống sau mình đi tập thể dục nhẹ lại thì nó rất là tốt, nó bổ sung năng lượng rất là tốt. Thứ ba là nó giúp cải thiện tâm trạng. Đấy. Thứ tư là nó ổn định huyết áp, và thứ năm là nó tăng cường ghi nhớ và khả năng học tập. Thứ sáu là nó cải thiện cái xương của mình, giúp xương trở nên chắc khỏe hơn, và đối với phụ nữ thì nó làm đẹp da và nó tăng cái nồng độ hormone sinh lý của nữ lên nhé. Thì cái này anh em combo này anh em dùng thì anh em pha theo tỷ lệ 111, tức là một thìa cacao, một thìa maca và một thìa bột đậu đen xanh lòng. Thì cái bột đậu đen xanh lòng anh em có thể tăng lên 2 thìa cũng được nhé. Và mình pha thì có thể pha với nước ấm hoặc là pha với nước sôi để nguội cũng được. Nếu mà anh em nào dùng mà muốn dùng ngọt thêm một chút, anh em có thể dùng thêm sữa đặc để mình pha cùng thì uống nó sẽ ngon hơn. Hoặc là anh em có thể dùng cái này anh em cho vào sinh tố hoặc là làm bánh, cái bột maca này cũng rất là ok nhá. Thì một combo như thế này thì anh em dùng được đâu đấy là liên tục thì nó sẽ rơi vào tầm 10 cho tới 15 ngày, 10 ngày đối với người nào mà dùng quen, bởi vì người dùng quen thì người ta dùng tăng nhiều lượng nhiều bột hơn một chút, còn mới thì các bác dùng ít hơn thì nó sẽ rơi vào tầm từ 10 tới 15 ngày. Thì một cái combo như thế này gồm 3 loại, mỗi loại 100 gram thì có giá là 165k các bác nhé. Thì các bác liên hệ trực tiếp với bên em để bên em tư vấn và gửi hàng cho các bác nhé. Thì cái số hotline mình có để ở phần mô tả cái video này nhé. Rồi thì đây mình sẽ tổng hợp lại cái tác dụng chính của cái combo dùng bột sâm maca này, anh em có thể nhìn và tham khảo nhé. Rồi anh em nào đang quan tâm tới bột sâm maca, cacao và bột đậu đen xanh lòng để dùng thì anh em có thể liên hệ bên mình để ủng hộ. Anh em có cái câu hỏi nào thì cứ để ở phần bình luận nhé, bên mình sẽ làm những cái video giải đáp cho anh em nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.